À dạ em mến chào tất cả cô chú chị đã trở lại kênh của em nha. Đó thì cô chú chị cũng đã biết là mấy lâu nay thì kêu bằng là Đức Lâm, Đức Cống đó cũng lên tiếng kêu bằng là bảo vệ cho cái bộ Tam Tai Tam Sơn và bảo vệ cho bé que rất là nhiều. Anh ta cũng nói rằng là Hồng Loan là vô ơn, Hồng Loan là con thờ lờ và Hồng Loan là kêu bằng là ca 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 nhép, không phải là một nghệ sĩ, không phải là ca sĩ. Nhưng mà đi ca là ca nhép, ca là kêu bằng là kêu bằng là lúc nào cũng ca, kêu bằng là ca nhép cái bài hát đó thằng á. Đó người ta không phải là nghệ sĩ nhưng mà được rất là nhiều bầu show người ta kêu bằng người ta bốc đi để ca, để giao lưu với khán giả. Còn không giống như ông ủng hộ một cái câu chuyện mà kêu bằng cô cháu gái đó đọt cái giải ba sao nó ngôi, nhưng mà không có bầu show nào kêu bằng bốc đi ca, bốc đi lưu đi diễn. Ông Minh một cái nghệ sĩ mà kêu bằng bây giờ là bần cùng, một nghệ sĩ mà kêu bằng là hết thời, một nghệ sĩ mà kêu bằng bây giờ á ca mà quên lời, rồi ca mà kêu bằng là ca nhép, ca mà kêu bằng là tụt hơi. Mà tại sao mà ông không lên nói? Còn Hồng Loan cũng chỉ là kêu bằng là không phải là ca sĩ, được bầu sơ bốc đi đến đó để giao lưu với khán giả, giao lưu với những người nào kêu bằng là đang ủng hộ Hồng Loan. Mà tại sao ông không lên không nói? Một nghệ sĩ mà kêu bằng là tạo bầu sơ ra để đi ca thôi, chứ đâu có ai mà kêu bằng là đâu có một ông bầu ông xô nào mà bốc anh ta đi đâu cô chứ vậy. Mà tại sao mình không lên mình nói hả Đức Long, Đức Cống, mà bây giờ mình lên mình trách móc Hồng Loan? Lúc nào ông này cũng lên kêu bằng là trách móc Hồng Loan về cái vấn đề là kêu bằng là vô ơn. Mà vô ơn chỗ nào? Hồng Loan cũng chưa từng bao giờ là kêu bằng là lên mà kêu bằng nói bất cứ người nào. Ông ăn những cái mà kêu bằng là những cái like cái view đó, ông thấy là ông sống có tội không hả Đức Long? Vậy mà còn lên trên cộng đồng mạng mà trách móc Hồng Loan thế này, trách móc Hồng Loan thế kia. Ông ăn rồi ông cắn kêu bằng là nhai rất là nó nhừ cái kêu bằng là cái đuôi quần, nó nhừ luôn cái ống quần của người ta rồi. Vậy mà còn lên nhai tiếp tục nữa, lên mà trách móc Hồng Loan mỗi ngày, nói rằng là Hồng Loan kêu bằng là phải trả nhà nó cho bé que, trả nhà nó kêu bằng là cho cô cháu gái để cô cháu gái dọn về. Thì mình nếu như mình có bản lĩnh, thì mình đến đó, đến tại căn nhà số 5 Đoàn Điểm đó, mình đến đó để kêu bằng là mình lấy lại căn nhà đó cho cô cháu gái nè, rồi mình lấy căn nhà đó cho kêu bằng là bà Sáu với ông Bảy đó đến để dọn đến đó để ở đi, chứ mất cái gì đâu mà lên mình đòi. Rồi có cái gì đâu mà phải kêu bằng là phải xác nhận giấy ADN làm gì, phải đưa giấy ADN cho ông để ông coi làm cái gì. Mình cảm thấy nếu như mà mình có bản lĩnh đó, mình có tiếng nói đó, thì mình đến tại nhà của Hồng Loan đi, để rồi mình kêu Hồng Loan kêu bằng là đem cái giấy tờ đó ra để cho khán giả người ta biết đó mình có bản lĩnh đó. Mình xem được cái giấy đó mình cũng làm, chẳng được làm cái gì, nó cũng chỉ là cái dạng YouTube thôi con chị, cũng vậy, chỉ là dạng YouTube thôi, chứ đâu phải mà kêu bằng là ông hoàng bà chúa gì đâu đó mà phải kêu mà ép buộc người ta phải xác nhận cái giấy ADN làm gì, xác nhận trong làm cái gì. Người ta xác nhận là xác nhận với luật sư, xác nhận với kêu bằng là phía bên tòa án đó, người ta yêu cầu thì Hồng Loan trình ra. Nhưng mà Hồng Loan từ ngày xưa tới giờ cũng chưa từng nói rằng là Hồng Loan là con ruột của ông Năm, chỉ lên trên tòa rồi lên tất cả mọi người thì Hồng Loan chỉ nói là Hồng Loan con nuôi đó, được kêu bằng là má Tư ẩm về từ lúc còn nhỏ, cho nên là ẩm về từ lúc còn nhỏ, lúc còn nhỏ cùng với cùng một thời với bé que đó, cho nên là bé que bây giờ là ganh ăn thức ở với Hồng Loan. Thấy Hồng Loan có được cái này thì bé que cũng không chịu nổi, lúc nào thì bé que cũng bực bội trong người, bé que cũng kêu bằng là đập đồ đập đạp tại nhà của chị. Bây giờ làm sao chịu nổi, bây giờ nó cảm thấy là bây giờ bé que không có nhà nè, Hồng Loan có nhà đó thì bé que cũng vô ganh tị đó, thì Hồng Loan đi ca đi lễ đi lưu đi diễn ở từ chỗ này chỗ kia thì bé que cũng vô để ganh tị, để tự tạo ra cái show, tự tạo ra bầu show, tự tạo ra cái show để kêu bằng đội lên đầu. Chứ ngoài ra đâu có ai mà kêu bằng là ca, kêu bằng là kêu bé que đi lưu đi diễn đâu. Mà tại sao Đức Long mà không vô mà nhìn những cái chỗ đó để mình lên mình nói? Mà tại sao là anh hai đó, anh hai của Đức Long đó, anh hai kêu bằng là của Đức Cống đó, mà ca quên lời rồi ca chế lời, rồi kêu bằng là ca Đức Hơi Đức Khúc đó, mà tại sao mình không lên mình nói đi? Mình phải nói về những vấn đề đó để cho khán giả người ta biết. Chứ bây giờ những cái mà mình im rem ru vậy đó, rồi kêu bằng là le le đó cũng chế lời bài hát quốc ca, rồi cũng lấy bốn chữ vàng bổ bút liên công ra để kêu bằng là để đùa cợt đó. Mà tại sao Đức Long trong thời điểm đó, Đức Long ở đâu?
Đức Long ở chỗ nào, Đức Long ở trong rừng trong rú chỗ nào mà không có sống hủ mà không biết về cái câu chuyện này. Đó cũng là những cái bài ca, đó là những cái bài ca cũng đem cái tổ tiên của ông ra để le le, để chế nhiều rồi đó, để chế lời bài hát ca đó, đem tổ tiên của ông ra để chế đó, chứ không phải đơn giản. Mà tại sao mình không lên tiếng? Trong đó cũng có tổ tiên của ông, và kêu bằng là bốn chữ vàng tổ quốc kỳ công đó, cũng có tổ tiên của ông trong đó đó. Mà tại sao mình không lên mình nói? Mình câm cái mồm, câm cái miệng, mình ở trong rừng trong rú, mình trong cái lỗ hang lỗ nào, lỗ chuột nhắt nào mà mình không ra mà đứng là mình nói. Mà bây giờ Hồng Loan đi ca đó, đó thì những cái khúc đó thì Hồng Loan kêu bằng là Hồng Loan ca nhép đó, thì cũng lên để nói. Rồi Hồng Loan không phải là ca sĩ mà đi được bầu xô kêu bằng bốc đi ca, đi luôn đi diễn từ chỗ này cho tới chỗ kia, thì Đức Long có lên kiếm chuyện, kiếm chuyện mỗi ngày, kiếm chuyện tại căn nhà số 5 Đoàn Điểm, kiếm chuyện từ Hồng Loan cho tới chị Ni đó, cũng kiếm chuyện. Nói chị Ni là Ni Ma Cô, nhưng mà Ni Ma Cô cũng chưa có ăn hết kêu bằng là ông của ông, chưa có ăn hết kêu bằng là đào bới gia đình của ông lên mà người ta ăn. Khi nào mà người ta đào bới gia đình của ông lên người ta ăn á, thì tới đó mình có quyền mình lên mình nói. Còn bây giờ trong cái câu chuyện này mình cũng kiếm lại kiếm view, đầu tiên thì mình ủng hộ luôn, sau này là mình cũng quay xe, mình quay xe 180 độ lên, mình cũng chửi bới kêu bằng là Hồng Loan chị Ni rồi đó, kêu mà quay xe cùng với thằng Thám Tử Cao đó đó. Thì bây giờ mình cũng quên cái dạng mình quay xe quay cộ, mà lên ông ta tru tréo mỗi ngày cái câu chuyện của Hồng Loan, ông ta nói lên thì tất cả khán giả cũng biết là cái độ kêu bằng là cái độ lì, cái độ mà kêu bằng là mập dày con này tới mức độ nào đó. Mỗi ngày bây giờ kêu bằng là qua, kêu bằng là đưa qua cái câu chuyện của ủng hộ cái câu chuyện của cô Nguyễn của Hàng rồi, ông không có xứng đáng, ông là có một cái dạng không xứng đáng để ủng hộ câu chuyện đó. Vô câu chuyện nào thì trước sau gì cũng quay xe, quý vị cũng quay xe tiếp tục, không đường nào mà không quay xe đó. Cái dạng quay xe là đi cái câu chuyện nào cũng quay xe. Đức Long ơi quý vị, bây giờ mà ông vô mà kiếm chuyện với Hồng Loan mỗi ngày tru tréo từ câu chuyện này cho tới câu chuyện kia, bây giờ ông ta lên đó, ông ta muốn tách rời giữa Bùm Bùm và Thành Mỹ ra. Ông ta nói rằng là trước sau gì Bùm Bùm với Thành Mỹ cũng kêu bằng là lên nói sự thật. Đúng rồi, lên nói sự thật cái câu chuyện của thằng Đức Long mà kêu bằng là một thằng kêu bằng là giả trá đó, một thằng hết hồn đó, một thằng kêu bằng là một thằng mà kêu bằng cộng đồng mạng bây giờ người ta muốn tẩy chay một thằng Đức Long này đó. Nó là sự thật đó, chứ anh em người ta từ đầu tới đuôi á, tới bây giờ đó, thì anh em người ta cũng đùm bọc lẫn nhau, người ta cũng chia sẻ đùm bọc lẫn nhau, người ta vẫn ủng hộ những cái đúng, người ta phản bác những cái sai của Hiếu Minh Sáu Bà Bảy Báo đó. Thì bây giờ cộng đồng mạng và khán giả ai cũng đều biết cái câu chuyện này, đừng có tách rời anh em người ta ra. Cho dù cỡ nào đi chăng nữa thì phía bên Hồng Loan cùng với Thành Mỹ Bùm đó, anh em của người ta từ ngày xưa tới bây giờ vẫn là một, không bao giờ mà ông vào ông tách rời được đâu, không bao giờ có câu chuyện đó đâu. Đừng có vào mà kêu bằng là tách rời, đừng có mơ mộng hảo quyền quá vậy Đức Long. Mình cũng chỉ là một thằng mà kêu bằng đó là kêu bằng là ngồi bấm bàn phím lợi dụng vào cái câu chuyện của Hồng Loan. Nếu như mà không có câu chuyện của Hồng Loan đó thì cũng ông cũng không có một cái con khô với cái gạo mà nhét cho cái mồm đâu, không có view, không có like nhét cho cái mồm đâu, lấy đâu ra? Không có cái đời drama của Hồng Loan thì ông cũng không có kêu bằng là không có view, không có like, không có tiền mà nhét cho cái mồm đâu. Đừng có lên trên cộng đồng mạng mà kêu bằng là nói cái câu chuyện này cái câu chuyện kia ra mà kêu bằng là làm trò đùa cho thiên hạ, vào để kêu bằng là trách rời giữa Bùm Bùm Thành Mỹ ra Hồng Loan. Anh em của ta là một, nhớ cho Đức Long. Đó thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều nha, đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và xem hết tất cả các video của em. Em chào tạm biệt hết tất cả cô chú chị nha. Hai con chị.